Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Vụ nhóm người Việt tử vong ở Bangkok, cảnh sát Thái Lan đang điều tra nguồn gốc chất độc. Ngày 19 tháng 7, Thiếu tướng Quyết Tha Quát Chinh Kham, chỉ huy đội 5 của Cục Cảnh sát Thủ đô của Thái Lan, cho biết cảnh sát đang điều tra nguồn gốc của chất cyanua được sử dụng trong vụ nhóm người Việt tử vong ở Bangkok hôm 16 tháng 7, tờ Bangkok Post đưa tin. Theo ông Quyết Tha Quát, cảnh sát Thái Lan đang điều tra xem liệu chất cyanua trong vụ án trên được nhập lậu vào nước này hay được mua tại địa phương. Ông Quyết Tha Quát cũng cho biết cảnh sát đang chờ kết quả tất cả các cuộc kiểm tra pháp y trước khi quyết định gọi bất kỳ ai tới thẩm vấn thêm hay không. Ông Konkiat Vongpesansin, giám đốc trung tâm khám nghiệm tử thi tại khoa y của Đại học Chulalongkorn, trước đó cho biết kiểm tra ban đầu mẫu máu của 6 thi thể đã phát hiện ra chất cyanua. Ông Chanchai Sittipun, giám đốc bệnh viện Chulalongkorn hôm 18 tháng 7 cho hay việc khám nghiệm tử thi của 6 người chết đã được hoàn tất. Ông Chanchai nói rằng nếu cảnh sát không tìm kiếm thêm thông tin thì thi thể của những nạn nhân này sẽ được bàn giao cho người thân. Ngày 17 tháng 7, Thiếu tướng Jiradet Thumsuthi, lãnh đạo đội điều tra thủ đô thuộc lực lượng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết cảnh sát đã thẩm vấn con gái của một trong những nạn nhân và các nhân chứng khác ngay trong đêm 16 tháng 7, tức đêm phát hiện các thi thể và đã có được các thông tin hữu ích. Theo thông tin chúng tôi thu thập được, động cơ vụ án nhiều khả năng liên quan đến vấn đề nợ nần, không phải các vấn đề khác, Bangkok Post dẫn lời Thiếu tướng Jiradet. Theo Bangkok Post, cảnh sát cũng đang cố gắng liên lạc với em gái của một trong 6 nạn nhân trong vụ nhóm người Việt tử vong ở Bangkok. Người này đã về Việt Nam ngày 10 tháng 7. 6 người Việt được tìm thấy đã tử vong trong một căn phòng trên tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Irawan ở thủ đô Bangkok, trong đó có 2 người mang quốc tịch Mỹ và 4 công dân Việt Nam. Tờ Khao Sot, Thái Lan, ngày 17 tháng 7 dẫn thông tin từ cảnh sát Thái Lan rằng bà Serin Chong, một trong 6 người tử vong tại khách sạn ở thủ đô Bangkok, là nghi phạm đầu độc các nạn nhân còn lại. Cảnh sát tin rằng động cơ có thể liên quan vấn đề nợ nần. Cảnh sát cho rằng nghi phạm là bà Serin Chong, 56 tuổi, người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ vì bà này có thói quen kêu gọi đầu tư và đang có mâu thuẫn về tiền bạc với những người còn lại. Phát hiện thêm bằng chứng quan trọng khi khám xét vali nhóm người Việt bị đầu độc ở Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan đã thu thập được những bằng chứng quan trọng trong vụ đầu độc nhóm người Việt sau khi hoàn tất việc kiểm tra vali hành lý của các nạn nhân. Theo thông tin từ Khao Sot, tối ngày 18 tháng 7, lực lượng cảnh sát Thái Lan đã hoàn tất việc khám xét 8 vali hành lý của 6 nạn nhân, những người tử vong nghi do bị đầu độc cyanua tại khách sạn Grand Hyatt Irawan ở Bangkok. Từ một trong các vali, cảnh sát đã phát hiện bằng chứng quan trọng có khả năng làm sáng tỏ danh tính thủ phạm thực sự của vụ đầu độc. Tờ Matichon cho biết, trợ lý chỉ huy sở cảnh sát Lumpini đã thông báo rằng một số loại thuốc được niêm phong cẩn thận đã được phát hiện trong một chiếc vali của nạn nhân. Hiện tại, cảnh sát đang chờ kết quả giám định pháp y để xác nhận tính chính xác của bằng chứng này. Ông Chanchai Sittipun, giám đốc bệnh viện Chulalongkorn, đã cho biết vào hôm qua rằng bộ phận pháp y đã hoàn tất khám nghiệm tử thi của 6 nạn nhân. Tuy nhiên, bệnh viện cần tham vấn từ tất cả các bên liên quan, bao gồm cả cảnh sát, trước khi công bố kết quả chính thức. Việc trao trả thi thể cho gia đình nạn nhân cũng cần sự đồng ý từ cơ quan cảnh sát. Sự việc đã gây chấn động cả Thái Lan và Việt Nam khi vào tối ngày 16 tháng 7, 6 người Việt được phát hiện tử vong trong một phòng của khách sạn sang trọng Grand Hyatt Irawan nằm tại trung tâm Bangkok. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi các thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân tử vong là do ngộ độc. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm 4 công dân Việt Nam, Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Thanh Hồng, 49 tuổi, Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi, cùng 2 công dân Mỹ gốc Việt, Serin Trong, 56 tuổi và Đặng Văn Hùng, 55 tuổi. Cảnh sát đã tìm thấy dấu vết cyanua trong ấm và các tách trà trong căn phòng, cũng như trong máu của các nạn nhân. Cơ quan điều tra cho rằng vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần giữa các nạn nhân, dẫn đến thảm kịch đầu độc này. Vụ nhóm người Việt tử vong ở Bangkok có thể có nghi can thứ hai. Tờ Khao Sot dẫn nguồn tin rằng cảnh sát Thái Lan nghi ngờ có nghi can thứ hai trong vụ nhóm người Việt tử vong ở Bangkok, đang tiếp tục điều tra. Ngày 18 tháng 7, cảnh sát Thái Lan tiếp tục điều tra nguồn gốc của chất độc trong vụ 6 người Việt tử vong tại khách sạn ở Bangkok, theo tờ Khao Sot, English.
Bộ phận pháp y của lực lượng cảnh sát cho biết họ phát hiện chất độc cyanua trong máu của cả 6 người. Ngoài ra, chụp các lớp vi tính không phát hiện dấu hiệu chấn thương. Vì vậy, cảnh sát tiếp tục điều tra theo giả thuyết rằng ngộ độc là nguyên nhân gây tử vong. Ngày 17 tháng 7, cảnh sát Thái Lan đã tổ chức họp báo, đưa ra kết luận sơ bộ rằng bà Serin Chong, 56 tuổi, đã đầu độc 5 người còn lại rồi tự sát do mâu thuẫn tiền bạc. Mới đây, cảnh sát tiếp tục thẩm vấn ông Phan Ngọc Vũ, 35 tuổi, hướng dẫn viên người Việt của nhóm khách trên và phát hiện tình tiết mới. Theo đó, ông Vu khai rằng có quen bà Nguyễn Thị Phương Lan, nằm trong số những người tử vong, và bà Lan đã nhờ ông mua giúp bà thuốc rắn, thuốc điều trị đau khớp, với giá 11.000 bạc, khoảng 7,7 triệu đồng. Ông Vũ sau đó đã nhờ một hướng dẫn viên khác, có biệt danh là hướng dẫn viên hổ, mua giúp loại thuốc này. Cảnh sát hiện đang tìm kiếm hướng dẫn viên thứ hai này. Nếu bà Nguyễn Thị Phương Lan là người mua thuốc độc thì bà sẽ là nghi phạm tiếp theo trong vụ án, Khao Sót dẫn nguồn tin cho biết. Cảnh sát cũng đã thẩm vấn ông Hùng, chồng của bà Lan trong 5 giờ. Ông Hùng khai rằng ông là một công chức, đang đi du lịch ở Nhật và không liên quan gì đến công việc kinh doanh. Ông Hùng nói rằng đã không còn chung sống với bà Lan. Tuy nhiên, trước khi bà Lan mất, hai người đã gọi điện qua video. Lời khai của người thân các nạn nhân cho biết nghi phạm Serin Chong đã nhờ bà Lan môi giới để thuyết phục hai vợ chồng ông Phạm Hồng Thanh và bà Nguyễn Thị Phương, cặp đôi cũng chết trong vụ đầu độc, đầu tư số tiền 7,5 tỷ vào một dự án bệnh viện ở Nhật. Các nhân chứng cho biết bà Serin Chong thường tự giới thiệu mình là một nữ doanh nhân người Mỹ với giới doanh nhân Việt Nam để kêu gọi đầu tư. Cách đây 10 năm, bà Chong từng bị báo cáo với cảnh sát thành phố San Francisco, bang California, về hành vi gian lận trong quá trình xin nhập tịch Mỹ, nhưng vụ việc không bị truy tố. Cảnh sát cố gắng liên lạc với người thứ bảy trong vụ nhóm người Việt bị đầu độc ở Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan đang ráo riết điều tra nguồn gốc chất cyanua gây tử vong cho 6 người Việt và gốc Việt tại khách sạn Grand Hyatt Eravan, khu vực Ratcha Rapson, Bangkok, vào đầu tuần này. Theo Bangkok Post, ngày 19 tháng 7, tướng Witawat Chinkam, chỉ huy đội 5 của Cục Cảnh sát thủ đô Bangkok tiết lộ đang tìm hiểu liệu chất cyanua này được tuồn lậu vào Thái Lan hay mua tại địa phương. Chúng tôi đang chờ kết quả giám định pháp y trước khi quyết định có triệu tập ai đến để thẩm vấn thêm hay không, tướng Chin Khan cho hay. Nhà chức trách Thái Lan cũng nỗ lực liên lạc với em gái của một trong các nạn nhân, người đã về Việt Nam vào ngày 10 tháng 7 và ban đầu được xác định là thành viên thứ 7 của nhóm. Giám đốc Bệnh viện Chulalongkorn, ông Chanchai Sitipun, ngày 18 tháng 7 thông báo rằng quá trình khám nghiệm tử thi của 6 nạn nhân đã hoàn tất. Cảnh sát tin rằng bà Serin Chong, một trong 6 người thiệt mạng tại khách sạn Grand Hyatt Eravan, đã đầu độc những người khác rồi tự sát. Động cơ được cho là liên quan đến một khoản nợ lớn. Tướng Thiradet Thumsuthi, trưởng phòng điều tra của Cục Cảnh sát thủ đô Bangkok, trước đó cho biết tại đồn cảnh sát Lumpini rằng họ đã thẩm vấn con gái của một trong các nạn nhân cũng như các nhân chứng khác. Vụ án này có thể xuất phát từ vấn đề nợ nần, không còn khả năng nào khác. Thủ phạm nằm trong số 6 người thiệt mạng vì họ là những người duy nhất bước vào phòng, không có ai khác, tướng Thiradet khẳng định. 6 người được tìm thấy tử vong trong một căn phòng trên tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Eravan ở trung tâm Bangkok vào tối 16 tháng 7. Hai người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ và những người còn lại mang quốc tịch Việt Nam. Một người Việt Nam thứ 7 đã đặt phòng bên cạnh. Cảnh sát tin rằng cô là em gái của một trong các nạn nhân. Giám đốc trung tâm khám nghiệm tử thi tại khoa y của trường đại học Chulalongkorn, Korkiat Vongpang Sarin, xác nhận chất cyanua trong mẫu máu của 6 người thiệt mạng. Theo một nguồn tin của cảnh sát, các nhà điều tra đã triệu tập Tiên Thăng Pham, chồng cũ của bà Nguyễn Thị Phương Lan, một trong 6 nạn nhân, để thẩm vấn tại đồn cảnh sát Lumpini hôm 17 tháng 7. Nguồn tin cho biết ông Tiên Thăng Pham đang ở Nhật và đã gọi video với vợ cũ trước khi vụ giết người xảy ra. Cảnh sát Thái Lan cũng đã liên hệ với các quan chức thực thi pháp luật ở Mỹ để biết thêm thông tin về bà Serin Chong. Trước đây, bà ta từng bị cộng đồng người gốc Việt ở San Francisco khiếu nại với cảnh sát hơn 10 năm trước vì lừa tiền bằng cách hứa giúp họ lấy quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, các công tố viên ở Mỹ cuối cùng đã quyết định hủy bỏ vụ kiện. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!